chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh tổ đỉa và những phương pháp điều trị đơn giản tại nhà. Tổ đỉa là tình trạng viêm da đặc biệt, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, đây được coi là căn bệnh gây ám ảnh đối với những người mắc phải. Những biểu hiện như ngứa, nổi mụn nước sâu dưới da vô cùng khó chịu. Bệnh nặng gây ra các tổn thương, da sần sùi, bong chóc và biến chứng viêm nhiễm, thậm chí sưng đỏ, bội nhiễm nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ, tâm lý và sức khỏe người bệnh. Hiện nay, có rất nhiều cách điều trị tổ đỉa khác nhau, từ mẹo dân gian truyền miệng đến thuốc Tây hiện đại, thuốc đông y lành tính. Tuy nhiên, chữa tổ đỉa an toàn và hiệu quả còn phụ thuộc vào phương pháp ấy có phù hợp với cơ địa và tình trạng bệnh hay không. Có 3 cách trị tổ đỉa sử dụng lá trầu không. Đầu tiên, chúng ta cùng quan sát cách trị bằng lá trầu không và phèn chua giảm ngứa. Sau khi rửa thật sạch lá trầu không, chúng ta vò nát. Cho lá trầu không và phèn chua vào nước sôi. Để hiệu quả hơn, chúng ta có thể đun sôi hỗn hợp này. Gạt lấy nước để nguội bớt và ngâm rửa vùng da bị tổ đỉa cho đến khi nước nguội hẳn. Lau khô vùng da bị tổ đỉa bằng khăn mềm, thực hiện 2-3 lần trên một tuần. Tương tự, chúng ta có thể sử dụng lá trầu không và muối biển để sát khuẩn. Cho lá trầu không vò nát vào nồi đun sôi với nước trong vòng 10 phút. Cho thêm muối biển vào. Gạt lấy nước để nguội bớt và ngâm rửa vùng da bị tổn thương mỗi ngày. Phương pháp cuối cùng, chúng ta sử dụng lá trầu không và rau răm. Sau khi rửa sạch lá trầu không và rau răm, ngâm với nước muối pha loãng. Cho lá trầu không, rau răm vào nồi đun sôi trong 15 phút. Gạt lấy nước, chờ đến khi nước còn ấm thì dùng để rửa vùng tổ đỉa bàn tay hoặc bàn chân. Thấm khô bằng khăn bông mềm, sạch sau khi ngâm rửa. Vậy là chúng ta lại có thêm một mẹo nữa với lá trầu không để chữa bệnh rồi phải không ạ? Bài thuốc mà thay vì dưỡng can thang ở trung tâm của chúng tôi điều trị thì nó rất là an toàn. Và nó có một cái là người ta nói rằng là đây là một cái bài thuốc mà 3 trong 1. 3 trong 1 tức là cái gì? Tức là trong cái bài thuốc như thế thì nó vừa có cái thuốc mà điều trị ở bên trong, tức là sử dụng uống, và các thuốc điều trị ở bên ngoài, ví dụ như là chúng ta ngâm hoặc là chúng ta bôi. Cái thứ hai nữa, đây là một cái bài thuốc mà nó rất là an toàn. Tại vì những các cái thành phần mà tôi đã nêu thì chủ yếu là các cái thành phần thuốc nam và kiểu như là có xuất xứ, kiểu như là hoàn toàn từ thiên nhiên, vì thế nên nó rất là an toàn với người sử dụng. Và cái thứ ba nữa là nó có một cái đặc điểm là cái bài thuốc này thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái phụ nữ mà đang cho con bú hoặc là trẻ nhỏ, tức là tất cả mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng cái bài thuốc này. Vậy là có rất nhiều những phương pháp để điều trị bệnh tổ đỉa như y học hiện đại này, y học cổ truyền cũng như là các mẹo và dân gian. Tuy nhiên là những cái mẹo và dân gian thì chúng ta chỉ giảm ngứa cũng như là điều trị tạm thời cho bệnh nhân, đúng không? Vậy thì có thể chúng ta sẽ kết hợp với phương thức điều trị đông y của bài thuốc thanh bì dưỡng can thang để có thể điều trị tận gốc tổ đỉa. Video đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những chia sẻ về sức khỏe từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại Thuốc Dân tộc.